đường em phẳng lặng như con sông, lối anh nhập đến những cơn sông. Anh đang nối tiếp về chuyện tình yêu không thành huyền, cho người mà anh đã mơ thấy tên Thanh Huyền. Yeah. Em hớp hồn anh trong một bộ phim, tim anh tan nát báo chí dội tin. Em lên xe hoa vào năm 2013, em xin đứa con đầu lòng khiến anh giàu lòng. Thiên thần vai trắng như người theo đuổi lấy gã doanh nhân hơn 12 tuổi. Nó tặng em chiếc xe tứ tỷ khi sinh quý tử. Về nhà chồng mà anh đang lo em lạc xứ quỷ cũng phải thôi. Anh có mỗi gói cần nếu như không hút, dù ăn bao nhiêu cũng xe đói dần. Người gầy gò bị cả cuộc đời này dày vò đây đầy trò. Và nó sẽ mang cho em một căn phòng rộng như hàng động. Nó sẽ đeo cho em vài đồ trang sức bạch kim để sang trọng. Nó sẽ đưa em đi chơi bằng Rolls Royce, bằng Lambo. Tiền của nó sẽ che chở em như Rambo, như Irina Sia, Ronaldo, the fucking couple. Còn anh làm bạn với thùng ảo ảo, căn phòng nghịt khói, đầu óc lao đảo. Vì tiền trống trơn, đi uống trà đá lúc đủ lúc thiếu, tay cầm không vững làm đổ nước điếu. Đây không thể là vị hôn phu của em, tổng giá trị không bằng vài xu của em. Có một lần anh mơ hai chúng ta tựa đầu vào nhau, trước đây em yêu bao nhiêu người. Hai hai anh cố gắng cười, môi chạm môi thật khẽ, nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ nhỏ bé. Vì trái tim không đặt ở nơi túp lều chật hẹp, và vì em quen với những dinh tự thật đẹp. Số em là may mắn, phần anh là cay đắng, phần em là hay thắng, còn phần anh thua thẳng cẳng. Đường em phẳng lặng như con sông, như con sông, như con sông. Lối anh nhập đến những cơn giông, như cơn giông. Anh đang nối tiếc vì chuyện tình yêu không thành huyền, cho người mà anh đã mơ thấy tên Thanh Huyền. Đường em phẳng lặng như con sông, lối anh nhập đến những cơn sông. Anh đang nối tiếc vì chuyện tình yêu không thành huyền, cho người mà anh đã mơ thấy tên Thanh Huyền.